vị, hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Bộ Y tế tổ chức. Báo cáo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả cơ bản. Đặc biệt, những thành tích, đóng góp của ngành y tế trong hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội để nhanh phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành lời đầu tiên để chia sẻ, tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế khi trải qua những khó khăn, nghịch cảnh khi đối mặt với dịch COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các bộ ngành địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch COVID-19, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế, quan tâm phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Đối với đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế tổng hợp, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét, phối hợp giải quyết. Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương, quận Bình Thạnh đã có cách làm sáng tạo thiết thực trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Tùy vào điều kiện thực tế mà mỗi trường có một cách làm riêng, nhưng đều bảo đảm các hoạt động thiết thực, gần gũi, sát với chương trình giảng dạy, qua đó rèn luyện nhân cách sống cho học sinh. Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám được quận Bình Thạnh lựa chọn làm điểm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khối trường học. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực khuôn viên tượng đài Lê Văn Tám được thực hiện trong hơn 2 tháng, tái hiện các hình ảnh thể hiện cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nhấn ở đây là mô hình sách được dựng theo biểu tượng ngọn đuốc sống, anh hùng trẻ tuổi Lê Văn Tám, tượng trưng cho sức trẻ, sự cống hiến, dám hy sinh bản thân cho dân tộc với tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Không chỉ nghiên cứu trực tiếp, không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn được nhà trường triển khai trên không gian mạng. Trong tương lai gần, nhà trường sẽ triển khai thực hiện những buổi triển lãm tranh tư liệu về Bác trực tuyến, chuyển hóa thành tranh 3D phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0 hiện nay. Nơi mà nhà trường sẽ tổ chức tất cả các hoạt động, trong đó hoạt động nêu gương, hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức kết nạp đảng cho đoàn viên ưu tú, kết nạp đoàn cho học sinh tiêu biểu. Và qua mô hình này, nhà trường lồng ghép giáo dục, lòng yêu nước cho tất cả các học sinh cũng như thầy cô trong nhà trường. Các thầy cô cũng đã lồng ghép những bài giảng về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Em sẽ cố gắng noi theo tấm gương của Bác để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, có ích cho xã hội. Cùng với trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, chất liệu chính để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là các bài viết rất chất lượng, sáng tạo, có đầu tư về nội dung và hình thức của chính các em học sinh, từ việc tham gia hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Đối với lực lượng cán bộ nhân viên giáo viên thì các cô sẽ có những cái ý tưởng thiết thực hơn để trong cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Còn riêng với các con, vì là học sinh tiểu học cho nên bước đầu là các con chỉ tập trung thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, và sau đó thì lên các cấp học sau thì các con sẽ phát triển hơn cái sự yêu thương gắn bó và thấm nhuần hơn cái tư tưởng của Bác. Chi bộ trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu cũng chủ động xây dựng thư viện thông minh với nguồn tư liệu về Bác, xây dựng môi trường học đường văn minh, lồng ghép nhiều chương trình hoạt động nhằm lan tỏa các bài học của Bác đến từng cá nhân. Duy trì thường xuyên với nhiều các hoạt động, ví dụ như tổ văn thì sẽ học các tác phẩm thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là môn lịch sử thì có những cái bài học gắn liền với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em đã học được rất nhiều bài học từ Bác, thì em sẽ cố gắng học tập và noi gương theo tấm gương của Bác để sau này trở thành một công dân có ích, đóng góp nhiều cho đất nước và xã hội. Tạo được sự lan tỏa cái nội dung học tập Hồ Chí Minh trong đội ngũ giáo viên, học sinh, qua đó biến cái không gian văn hóa đó thành những công việc cụ thể vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ giáo viên, cũng như là trong việc hướng dẫn, giúp đỡ cho các em học sinh trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Năm 2022, Bình Thạnh chọn 5 đơn vị làm điểm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, thêm nhiều không gian đã được ra mắt bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, tạo được sự lan tỏa lớn, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Cũng tại quận Bình Thạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh đã tổ chức chuyên đề kiểm soát tài chính trong gia đình nữ công nhân lao động nhằm chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19. Mục đích nhằm hướng dẫn nữ công nhân lao động trên địa bàn biết cách quản lý tài chính, phát triển kinh tế gia đình, tự tin vào bản thân và tỏa sáng ngoài xã hội. Hội nghị thu hút sự tham gia của 152 hội viên phụ nữ và nữ công nhân lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh. Qua sự chia sẻ, hướng dẫn của các chuyên gia về tài chính, kế toán, hội nghị đã góp phần cải thiện kiến thức tài chính cho các nữ công nhân lao động, cũng như trang bị những kiến thức quản lý tài chính gia đình, quản lý tài chính tương lai với các nội dung như cách quản lý tiền, ngân sách gia đình, hiệu quả, lợi ích của việc tiết kiệm cũng như tự do về tài chính. Đồng thời, các chị em công nhân lao động còn được chia sẻ về quản lý tài chính gia đình từ khi chuẩn bị kết hôn đến sinh con, xây nhà và lập kế hoạch cho tuổi già. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh cũng trao những món quà ý nghĩa cho các công nhân lao động tham gia hội nghị để động viên, khích lệ tinh thần, cũng như bày tỏ sự quan tâm, hỗ trợ đối với chị em phụ nữ trên địa bàn trong mọi hoàn cảnh. Trong khuôn khổ Ngày hội Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ toàn quốc năm 2022, Quận đoàn Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà văn hóa thanh niên tổ chức chương trình âm nhạc dân tộc học đường giới thiệu nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Tại chương trình, các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ và các em thiếu nhi đã được giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Đây là một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được tổ chức UNESCO công nhận. Các bạn còn được tìm hiểu về các loại nhạc cụ và được nghe các tác phẩm nổi tiếng như Dạ cổ Hoài Lan, Ngày mới trên quê hương, Lý kéo chài do các nghệ sĩ trẻ trong ban đơn ca tài tử cội xưa biểu diễn. Hoạt động được tổ chức đã góp phần gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị độc đáo của loại hình văn hóa truyền thống Việt Nam đến các thế hệ trẻ hiện nay. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy lượng khán giả tại các rạp phim hiện mới đạt khoảng 60-80% so với trước, nhưng ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam vẫn được nhận định là có nhiều tiềm năng phát triển. Vâng, với mong muốn mở thêm các suất chiếu muộn đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như thúc đẩy kinh tế đêm, nhiều rạp phim đã kiến nghị các bộ, sở ban ngành để được cấp phép hoạt động đến sau 12 giờ đêm, ghi nhận của phóng viên HTV. Thưa quý vị, hiện thì đa số các suất chiếu ở các rạp phim tại thành phố Hồ Chí Minh thì thường bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì các rạp phim nằm trong các cụm chung cư hoặc là gần các khu dân cư thì có rất nhiều người dân đang có nhu cầu là xem phim thêm và các suất chiếu vào ban đêm vào lúc 12 giờ đêm. Và trong các ngày cuối tuần thì các rạp phim cũng đã bố trí thêm có khi đến gần 20-30 suất một ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Người bận rộn thì những người mà người ta làm việc cả ngày thì buổi tối chắc là ban ngày người ta không thể đâu đi xem phim, hoặc là những người ta thí dụ người ta làm những công việc mà đặc thù vào cuối tuần thì người ta không thể xem phim được, ban ngày thì có thể là buổi tối xem buổi tối cũng được. Em thích coi về đêm hơn ạ, vì về đêm nó thoáng hơn, nó dễ đi lại hơn. Theo Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hoạt động chiếu phim nếu tổ chức ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Việc này hiện đang gây nhiều hạn chế cho các rạp phim. Với cái quy định hiện tại thì một số bộ phận khán giả sẽ bị hạn chế cơ hội xem các tác phẩm điện ảnh tại rạp, và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà sản xuất phim Việt Nam. Khi nguồn thu chính từ các hệ thống rạp tại Việt Nam, khi mà suất chiếu muộn phát triển thì sẽ kéo theo các hoạt động kinh doanh khác phát triển theo, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho các đối tượng như là sinh viên hay là những người làm ca. Chiếu đêm một số dịp lễ Tết thì nó có thể là trễ hơn một chút, khoảng 1:30 đến 2 giờ sáng. Đối tượng phục vụ chính sẽ là đối tượng các bạn trẻ, khách du lịch, trung tâm thương mại thì thật ra họ cũng sẽ hỗ trợ cho các cái rạp chiếu phim, ví dụ như là lối đi riêng, thang máy, vận hành. Theo đại diện các rạp, hoạt động chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù với những yêu cầu kinh doanh chặt chẽ, thiết kế và cách âm phải tuân thủ quy định pháp luật nên sẽ đảm bảo không ảnh hưởng đến người dân khi có các suất chiếu đêm. Xin được chuyển sang phần điểm báo.
Hôm nay 22 tháng 8, hàng triệu học sinh phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước tụ trường bước vào năm học mới 2022-2023. Số lượng học sinh tăng dẫn đến trường lớp quá tải đang là bài toán đau đầu ở nhiều nơi. Theo báo Tuổi Trẻ, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm thành phố tăng khoảng 40.000 học sinh, chủ yếu ở bậc tiểu học. Từ thực trạng trên, ngoài việc nỗ lực xây dựng thêm trường mới, nhiều quận huyện đành ngậm ngùi tăng sĩ số học sinh cho mỗi lớp, đồng thời giảm tỷ lệ học sinh học 2 buổi mỗi ngày. Trong khi đó, chương trình giáo dục phổ thông mới lại yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Ngành giáo dục thành phố đã đề ra nhiều giải pháp tạm thời như điều tiết số học sinh ở nơi quá tải sang các phường xã lân cận để giảm áp lực. Tuy nhiên, về lâu dài, cần tính đến giải pháp căn cơ như quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, quản lý địa bàn dân cư chặt chẽ và khoa học hơn. Báo Người Lao Động số ra sáng nay có bài viết phạt tiền không phân loại rác, chưa thể. Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết đang có cách hiểu chưa đúng về thời điểm áp dụng xử phạt đối với hành vi không thực hiện phân loại rác thải từ đầu nguồn. Theo ông Thịnh, ngày 25 tháng 8 là thời điểm Nghị định 45 có hiệu lực, chứ không phải thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị định 45. Liên quan đến việc xử phạt vi phạm, ông Thắng cho biết trong dự thảo Sở Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban Nhân dân thành phố có đề cập nội dung này. Trước mắt, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phải làm sao cho phù hợp với thực tế, mục tiêu là hiệu quả điều chỉnh hành vi để giúp người dân nâng cao ý thức, chứ không phải đặt mục tiêu số tiền thu được. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện và công bố nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường. Thông tin được đăng trên báo sẽ còn giải phóng số ra sáng nay. Với nền tảng chia sẻ dữ liệu được công bố, người dân, doanh nghiệp có thể xem dữ liệu phân khu, diện tích, quy hoạch, mục đích sử dụng đất và tiến tới là các thông tin về chất lượng nguồn nước, chất lượng không khí, hiện trạng rác thải. Nền tảng dữ liệu đã cập nhật một số thông tin về đất đai như phân khu quy hoạch 1/2000, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Bình Tân. Với nền tảng này, các dữ liệu tài nguyên môi trường, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng và có thể tích hợp phát triển với các ứng dụng khác, phát huy giá trị gia tăng của dữ liệu, từ đó góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết nước này đang phát triển một hệ thống thanh toán của riêng mình để thay thế cho hệ thống SWIFT. Phát biểu trong buổi họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Pankin cho biết hiện nhiều quốc gia đã coi các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga là bất hợp pháp và đang xem xét loại bỏ đồng đô la Mỹ khỏi nền kinh tế để bảo vệ chủ quyền. Ông nhấn mạnh Nga có quyền đáp trả phương Tây và nước này vẫn đang chuẩn bị cho tình huống leo thang căng thẳng. Theo ông Pankin, hệ thống mới sẽ được bảo vệ trước áp lực từ bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng Nga và khách hàng của họ thực hiện các giao dịch quốc tế. Trước đó, hồi tháng 2 kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã bị phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt tài chính, trong đó loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này cũng gây ra một số hạn chế với việc thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, dẫn đến những nghi ngờ về độ an toàn và làm giảm vị thế của đồng tiền này. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel cho biết lạm phát của nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể chạm mức cao nhất trong hơn 7 thập kỷ qua và Berlin đang đối diện với nguy cơ rơi vào suy thoái. Để ứng phó với điều này, ông Nagel kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tiếp tục tăng lãi suất. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel nói rằng lạm phát ở nước này có thể tăng lên mức hai con số. Lần cuối cùng Berlin ghi nhận lạm phát hai chữ số là 11% vào năm 1951, tức hơn 70 năm trước. Và với tình hình hiện tại, lạm phát dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2023. Ông Nagel cũng nói rằng lạm phát ở Đức bị tác động chủ yếu bởi giá năng lượng. Do đó, nếu cung cầu trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục leo thang, Đức có thể rơi vào suy thoái. Để ứng phó với điều này, ông Nagel kêu gọi ECB tiếp tục tăng lãi suất. Hồi tháng trước, ECB đã nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Dự kiến vào tháng 9, ECB sẽ họp chính sách và đưa ra quyết định tiếp theo về vấn đề này. Nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong mùa đông tới có thể dẫn tới các kịch bản cực đoan. Hôm qua, giới chức Thụy Sĩ cho biết nước này đang chuẩn bị huy động các cơ quan an ninh tham gia tích cực hơn vào nỗ lực lập kế hoạch ở cấp liên bang.
Giới chức Thụy Sĩ cho rằng không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra tình trạng không thể rút tiền tại ATM, hệ thống sưởi ngừng hoạt động, đường phố chìm trong bóng tối, thậm chí cả trường hợp cực đoan là xảy ra nạn cướp bóc và biểu tình. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định những tình huống này khó xảy ra. Dù nguồn cung hiện tại đã đủ và lượng dự trữ đáng kể, nhưng hiện giới chuyên gia cảnh báo Thụy Sĩ có thể đối mặt với tình trạng thiếu điện và khí đốt trong mùa đông. Bộ Năng lượng nước này hồi đầu tuần đã bảo vệ chiến lược năng lượng của nước mình, đồng thời cho biết đang nghiên cứu một loạt phương án để ngăn chặn tình trạng xảy ra mất điện trong mùa đông này. Chính phủ Thụy Sĩ cũng hiện đàm phán với Đức và Italia về một thỏa thuận đoàn kết trong trường hợp thiếu khí đốt. Một thủ lĩnh nhánh của tổ chức khủng bố tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét của lực lượng vũ trang. Nhiều phân tử khủng bố cốt cán khác cũng bị triệt hạ trong chiến dịch này. Truyền thông Ai Cập cho biết thủ lĩnh nhánh IS ở Bắc Sinai là Jamin Suleiman Zurai, hay còn được gọi là Abu Anas, đã bị tiêu diệt cùng với con trai khi cả hai đang lẩn trốn trong khu vực gần hàng rào sân bay El Arish thuộc thủ phủ El Arish của tỉnh Bắc Sinai. Ngoài hai cha con Abu Anas, một số thành phần khủng bố khét tiếng khác cũng đã bị các lực lượng vũ trang Ai Cập triệt hạ trong chiến dịch truy quét hồi tuần trước, trong đó có thủ lĩnh tinh thần Hamza al-Zamili. Từ tháng 2 năm 2018, nhà chức trách Ai Cập đã triển khai nhiều chiến dịch chống lại các tay súng Hồi giáo trên quy mô toàn quốc, chủ yếu tập trung ở Bắc Sinai và khu vực sa mạc ở phía tây đất nước. Ước tính hàng ngàn phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch này. Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong đợt mưa lớn và lũ quét cuối tuần qua ở miền Bắc Ấn Độ. Cục khí tượng Ấn Độ dự báo mưa to đến rất to sẽ tiếp tục đổ xuống khu vực này trong hôm nay và ngày mai. Mưa lớn đã làm ngập hàng trăm ngôi làng, cuốn trôi những ngôi nhà làm từ bùn đất, gây ngập đường xá và phá hủy nhiều cây cầu ở một số vùng của bang Himachal Pradesh và Uttarakhand. Tính tại bang Himachal Pradesh, trong 3 ngày cuối tuần, lở đất và lũ lụt đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng. Hàng trăm người khác phải sơ tán và đang trú ẩn tại các điểm cứu trợ. Trong khi đó, tại bang lân cận Uttarakhand, 4 người chết và 13 người mất tích khi các con sông tại đây vỡ bờ, cuốn trôi nhà cửa. Còn tại bang Odisha và bang Jharkhand, mưa lớn khiến ít nhất 6 người chết, 5 người bị lũ cuốn do sông vỡ bờ và 120.000 người khác phải sơ tán. Nhà chức trách bang Jharkhand đã tìm thấy 4 thi thể. Khu vực miền Bắc Ấn Độ thường xảy ra lũ lụt gây sạt lở đất trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9. Những năm gần đây, mưa lớn và lũ lụt xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu. Năm ngoái, lũ quét đã khiến 200 người thiệt mạng và cuốn trôi nhiều nhà cửa, chỉ tính riêng ở bang Uttarakhand. Cho đến hôm qua, thì các nhân viên cứu hộ Iraq vẫn đang nỗ lực tìm cách giải cứu những người còn mắc kẹt sau khi một trận lở đất đã vùi lấp một đền thờ Hồi giáo nằm ở khu vực miền trung nước này. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Iraq, có thể còn 6 đến 8 người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các đội cứu hộ đã bơm oxy và đưa thức ăn nước uống xuống cho những người mắc kẹt qua các khe hở. Trước đó, 3 trẻ em đã được giải cứu, hiện đang trong tình trạng ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Trận lở đất xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 8 tại khu vực đền thờ Qatarat al-Imam Ali, rộng khoảng 100 m², thuộc dòng Shia ở tỉnh Kabbalah. Ngôi đền này nằm trong một khu đất thấp. Do thời tiết, vùng đất xung quanh rất ẩm và đất đá đã lở xuống, làm sập khoảng 30% diện tích đền thờ. Quay trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, trước tình trạng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận dòng vốn ưu đãi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các tổng giám đốc ngân hàng thương mại trên địa bàn về việc tăng cường cho vay hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách. Theo đó, các ngân hàng thương mại thống kê dư nợ cho vay thuộc các nhóm ngành, lĩnh vực được hỗ trợ và rà soát khách hàng thuộc diện hỗ trợ đã giải ngân, chấp thuận cho vay từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay. Trường hợp khách hàng đủ điều kiện theo quy định, ngân hàng thực hiện thông báo và hỗ trợ khách hàng làm thủ tục theo quy định. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ lãi suất phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, minh bạch về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có những tháo gỡ vướng mắc khó khăn nếu có. Ngành sản xuất thực phẩm thiết yếu đang gặp nhiều khó khăn cả đầu vào lẫn đầu ra khi nhiều nguyên liệu đầu vào chưa giảm theo xăng. Trong khi đó, sức mua ngày càng yếu, sản xuất đứng trước nguy cơ đình trệ. Các doanh nghiệp phải xoay sở đủ cách để vừa giảm chi phí sản xuất, vừa giữ giá thành và tăng sức mua.
Trong cơ cấu giá thành của ngành thực phẩm, hơn 50% là giá nguyên vật liệu, 30% là nhân công, xăng dầu chỉ chiếm khoảng 10%. Dù xăng dầu đã giảm, nhưng nguyên vật liệu đầu vào chưa giảm tương ứng, gây áp lực rất lớn đến giá thành. Chưa kể sức mua yếu, sức ép từ mục tiêu bình ổn thị trường của thành phố, buộc doanh nghiệp phải gồng mình chịu lỗ, chờ thời. Chi phí về thức ăn chăn nuôi, và chi phí về logistics, chi phí tiền lương công nhân, tất cả mọi thứ đều phải tăng hết. Do đó thì phải nói là thời điểm này nó là một cái sức ép với các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì mặc dù là cái chi phí đầu vào tăng cao làm giá thành tăng, nhưng nó lại hơi khó một cái chỗ là cái sức mua thị trường giai đoạn này lại cũng không tốt lắm. Tình hình sẽ khó khăn hơn khi các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện kế hoạch dự trữ nguyên liệu để sản xuất hàng Tết. Trước mắt, các doanh nghiệp phải chủ động đàm phán mạnh mẽ hơn với các nhà cung cấp để có sự chia sẻ tốt hơn về giá, đồng thời tính toán nhiều giải pháp trong khi chờ chu kỳ giảm giá mới của nhà cung cấp. Không có tăng giá được. Mình chỉ bằng cách là gì? Là tối ưu hóa về chi phí sản xuất để bù lại, cũng như là cũng yêu cầu các giám cấp là phải quay lại cái giá cơ bản chấp nhận được. Bây giờ chuẩn bị nguồn nguyên liệu như thế nào để tham gia bình ổn đối với doanh nghiệp là không lỗ, và người tiêu dùng thì giá không biến động cao để cho họ yên tâm trong vấn đề tiêu dùng. Theo các chuyên gia, thông thường thị trường phải có độ trễ nhất định để bước vào một chu kỳ giảm giá, đặc biệt là với nhóm ngành hàng đầu vào của thực phẩm, vốn không chỉ phụ thuộc vào sự biến động của giá xăng dầu. Nhiều giải pháp hỗ trợ hiện nay của thành phố kỳ vọng sẽ hạ nhiệt giá nguyên vật liệu, giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất hàng hóa Tết. Sở Công Thương cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp để mà giảm cái áp lực tăng giá đến người tiêu dùng. Thì trong cái thời gian mà ngắn hạn ấy, thì Sở Công Thương cũng đã thực hiện cái nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là đặc biệt là phối hợp vận động triển khai các cái hoạt động xúc tiến thương mại, là các cái chương trình là kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, để mà giúp các doanh nghiệp là giảm cái chi phí trung gian trong cái lưu thông hàng hóa để mà giảm các áp lực tăng giá. Dự báo khoảng một tháng nữa thì thị trường nguyên vật liệu mới có sự điều chỉnh giá rõ rệt. Như vậy, các chính sách về giảm thuế phí nhập khẩu nguyên vật liệu, hỗ trợ vốn để doanh nghiệp chủ động dự trữ nguyên liệu cũng cần chuyển động đồng bộ để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất. Thưa quý vị, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình đồng hành cùng em đến trường trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023 tại huyện Củ Chi. Chương trình đã trao 48 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Nhân Tây trị giá 83,5 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ một phần chi phí học tập cùng gia đình các em, giúp các em an tâm và có động lực phấn đấu trong học tập. Đây là cũng cái dịp mà để thể hiện cái trách nhiệm của cộng đồng và sự chia sẻ tình thương đối với các em để mà vươn lên trong cuộc sống. Và chúng tôi xem đây cái việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện như vậy thì nó thể hiện được trách nhiệm của các cấp trong đảng bộ khối. Trong những năm qua, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các mạnh thường quân thực hiện nhiều hoạt động như chăm lo cho người nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tổ chức khám bệnh cho bà con tại các vùng sâu vùng xa. Đặc biệt trong dịch COVID-19, Đảng ủy đã tổ chức các đợt thăm tặng quà tại các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ chăm lo cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và trẻ em mồ côi do COVID-19. Trong năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến và trong công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục. Cụ thể, trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục sẽ thí điểm triển khai mô hình giáo dục đào tạo số tại một số cơ sở giáo dục đào tạo, triển khai hệ thống quản trị cơ sở giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi 3 ngày thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học 2022 trên hệ thống tuyển sinh so với kế hoạch ban đầu. Thông tin cụ thể như sau. Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng,
từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố còn lại. Hiện chế độ chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực ngành y tế được cho là chưa bảo đảm, chưa tương xứng với quá trình đào tạo và mức độ công việc. Bộ Y tế đã đề nghị chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh đến việc hỗ trợ học phí cho học viên, sinh viên các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, đồng thời kiến nghị chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 56/2011 tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%. Cùng với đó, Bộ đề nghị chính phủ sớm xem xét và ban hành nghị quyết về giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản, thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế. Bộ Y tế cũng đề xuất công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Với sự phát triển của y học hiện đại và nhận thức con người không ngừng được nâng cao, vai trò của vật lý trị liệu ngày càng được khẳng định trong việc phục hồi chức năng, duy trì nâng cao sức khỏe và phòng bệnh chữa bệnh. Nhằm mang đến góc nhìn toàn diện hơn về vật lý trị liệu, Hội nghị Khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị có chủ đề vai trò đa dạng của vật lý trị liệu trong chăm sóc sức khỏe hiện đại. Hơn 300 đại biểu là hội viên của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đến từ các tỉnh thành trên cả nước đã được lắng nghe, cập nhật những kiến thức chuyên ngành thông qua các nghiên cứu, báo cáo, các ứng dụng lâm sàng đến từ các chuyên gia, các báo cáo viên trong nước và quốc tế trong lĩnh vực vật lý trị liệu. Các chuyên đề như vật lý trị liệu cho bệnh lý đột quỵ, tai biến mạch máu não, động thần kinh, đau lưng mãn tính, bệnh lý hô hấp, lĩnh vực nhi khoa. Hiện nay, lĩnh vực vật lý trị liệu tại Việt Nam đang được cập nhật không ngừng và nâng cao chất lượng để phục vụ và chăm sóc cho người bệnh. Có một sự thay đổi quan trọng cần được nhấn mạnh trong can thiệp vật lý trị liệu. Trước đây, hầu hết là bệnh nhân thụ động, bệnh nhân phụ thuộc vào máy móc hay nhân viên y tế. Nhưng hiện nay, người bệnh được trao quyền và cần chủ động khi thực hiện vật lý trị liệu để mang lại hiệu quả cao nhất. Đến với hội nghị là báo cáo về một cái chương trình tập lớp xoay vòng. Thì trong đó, người bệnh sẽ được tập luyện theo nhóm với sự tham gia của cả người nhà và một số lượng ít những người vật lý trị liệu hướng dẫn chung. Và trong cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì cái việc tập luyện như vậy có kết quả gấp đôi so với lại tập luyện thông thường. Như vậy là với cái việc tập luyện cường độ cao và tập trung vào cái mức độ chức năng như vậy thì giúp cho người bệnh có thể trở lại cuộc sống của họ sớm nhất có thể. Là thành viên chính thức của Liên đoàn Vật lý trị liệu Thế giới, Hội Vật lý trị liệu Việt Nam được thành lập từ năm 2019 với hơn 1.000 hội viên nhằm góp phần vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Việt Nam. Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cũng vừa chuẩn hóa được đầu ra của hệ Đại học Vật lý trị liệu cho Việt Nam thông qua Liên đoàn Vật lý trị liệu Thế giới. Trong tương lai thì Hội Vật lý trị liệu sẽ phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, phục vụ người dân. Hội nghị còn là cơ hội để các chuyên viên vật lý trị liệu trẻ trong nước được giao lưu, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng thực tế trong lĩnh vực vật lý trị liệu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.